Xin chào các bạn. Hầu như mọi người đều đã nghe nói đến hạt bí ngô. Chúng được khuyên dùng như một giải pháp tự nhiên chống lại ký sinh trùng. Chúng có hiệu quả tốt nhất khi kết hợp chung với tỏi. Bây giờ mình sẽ trộn 200g hạt bí ngô đã bóc vỏ với 200g mật ong và 10g tỏi băm. Các bạn sẽ ăn một muỗng cà phê hỗn hợp vào buổi sáng khi bụng đói từ 8 cho đến 10 ngày nhé. Lúc đó ruột của bạn sẽ hết sạch ký sinh trùng và ruột của bạn sẽ cảm ơn bạn vì sự kết hợp tự nhiên này.